Rồi tiếp đến là chiếc Wenfa giá 13 triệu đã, chưa bao gồm phí rút bộ. Rồi để chi tiết xe như thế nào anh em mình cùng xem nha. Thập đầu thì quay cái ngoại hình nó trước đi đó. Rồi đi vô chi tiết đây đó, anh em xem bô bọng rồi còn riêng đẹp nha, bô đẹp đó. À, là F100 Goshi nè, gấp zin nè, đầm má đâu còn zin nè, ha, à, sơn lốc chưa bắn nè, sườn lấm chớm ở trong nè, xét nè, nhưng không có mục nha, đó, cục này có bắn nè, có bắn nè, cái này chắc làm nhà rồi, đấy. Vô đây luôn. Vòng ngoài này chưa. Máy thấy chưa rớt đầu nha chị em. Máy móc riêng nha. Nồi cũng còn luôn. À, đậu lâu ngày ra nổ chưa ngọt nha. Dàn lông mình chỗ này nó bị gì đó anh em coi ha. Đấy. Nó sừ sừ vậy thấy đó. Cảm thấy mua được thì mua. Cái nhiệm vụ của em là quay chi tiết cho anh em xem thôi. Đó, độ bò nó vậy nha, chính xác, chuẩn chỉ nha. Nhưng mà xe này thì chưa rút đầu đâu. Giờ ốc chân nồng ở trong nè anh em. Thấy không? Ốc nó xíu nè. Thấy không? Chưa dấu mỡ đâu. Còn rất là đẹp. Tóm lại xe này là còn zin. Ồ, đúng rồi. Ron chân nồng còn zin mà. Đầu bò là ra móc rất là ok nha. Đó, ốc chân đồng nữa không, chưa có mở nha. Anh em thợ xe mày chắc biết rồi. Rồi, đi tóm xe này lại, xe này chưa rớt đầu. Dạng bạc thì có dặm liêu riêu. Nhưng mà đặc biệt hai cái lốc chưa sơn, còn đẹp. Bên đây còn khá ha. Bên kia thì không được đẹp hơn. Đó, dàn áo thì nó vậy đó. Nó cũng chày chụa, nó cũng áo rin mà không có cái võng luôn. Máy thì êm, lâu lâu quá. Có dặm cái dàn giặt ở ngoài thôi nha anh chị em. À, bình xăng của nó còn à. Nó có dặm lật giặt ở ngoài thôi. Những cái chi tiết cơ bản như hai lốc gấp thì không có dặm. Ở trong cũng còn được ha. Hết xăng mẹ nó rồi. Anh pha này bây giờ là không hề rẻ nha anh chị em. Mấy cái dòng xe này á, nó được cái một điều thế này. Đó, anh em xài rồi á, chán quay đầu hay là đổi trả nó không có lỗ. Ở đây thì cái dòng này thì em cứ là cho anh em xài thoải mái, đừng có làm gì, đừng binh chế gì của em hết á, thì cứ bao quay đầu đổi trả 10% lần tới thôi. À, ví dụ như đa đây bán 13 năm phải không, 10% thì lỗ 1 triệu ngoài vậy đó, không có dưới 10 triệu được. Dòng anh pha này máy zin không ai bán dưới 10 triệu hết đó. Đó, không có ông điên nào mà cầm trên pha tôi mà máy chưa có bung ra mà bán 10 triệu hết đó, không có xe đâu. Đó, còn đi ngoài thị trường thì không có ai mà mua được giá tốt vậy đâu. Thẳng với anh em luôn á, xe này phép mua đâu 12 năm vậy rồi, thì anh em xài đã rồi quay đầu nó cũng vẫn vậy thôi. Bao đổi trả, bao quy đầu, bao đầu quy, ủa bao quay đầu thì nó chiếc cái nó lẹo lưỡi, nó tùm lum tùm la nha các bạn, thông cảm.
bao đổi chả, bao đầu quy, bậy nữa, bao quy đầu, bao quay đầu, rồi nó máy thấy không, đổ chút xíu nó ấm lên, nóng lên rồi nó ngọt lên, thấy không? Được cái chi tiết cơ bản hai lốc gấp chưa bắn, còn cái phột đó này kia đồ đó thay nổ rồi. Xe này chung này xài không được kỹ, không chịu, không có mà cưng với bằng là mà xài thông thường, thì nói chung ra năm 2000 tới giờ thì nói chung là phải chịu rồi anh chị em ơi. Đó, lấy xe cọp là trường hợp như người ta chùm mền đồ người ta không có đi, nhưng mà vô xe đó thì cái giá nó khác đó, mình mua không nổi đâu, giá cao lắm rồi. Hán 13 triệu, hồ sơ thêm tiền xong, xin chào anh em.